phần 18, trên bước đường cùng. Lễ Các Thánh 1 tháng 11 là một trong những lễ quan trọng của Giáo hội Thiên Chúa Giáo. Đối với Tổng thống Diệm, ngày lễ này mang rất nhiều ý nghĩa, và khi còn sinh thời, bao giờ ông cũng sửa soạn mấy ngày từ trước khi xưng tội, cầm lòng và làm một vài việc có ý nghĩa nhất để gọi là bó hoa thiêng liêng dâng lên Thượng Đế. Lễ Các Thánh đối với các tín đồ Thiên Chúa Giáo mộ đạo là một dịp sống đạo và cầu nguyện cho trở nên thánh, và mỗi ngày sống cho thánh thiện. Lễ này được lập lên để kính các vị thánh vô danh của giáo hội mình. Chính vì sự lạc quan và chủ quan của hai anh em Tổng thống Diệm, cho nên những nhân vật thân cận nhất cũng mắc bệnh lạc quan và chủ quan như vậy. Do đó, 10 giờ sáng ngày 1 tháng 11, Đại tá Lê Quang Tung, tư lệnh đặc biệt, cũng như là Trung tá Khôi, tư lệnh lữ đoàn liên binh phòng vệ phủ Tổng thống, đã vào Bộ Tổng tham mưu như thường lệ. Tất nhiên là trong đầu óc họ không có một chút hoài nghi nào, và cũng vì thế nên không cần báo cáo lên thượng cấp. Các tướng tá hội họp hàng tuần như vậy vẫn là một thông lệ. Tổng nha cảnh sát quốc gia, Đại tá Nguyễn Văn Y, Trung ương tình báo và Sở nghiên cứu chính trị do Trung tá Đường thay thế bác sĩ Trần Kim Tuyến. Tất cả mấy cơ quan trên tuy hoạt động ngày đêm, song về chuyện đảo chính vẫn không thấy động tĩnh gì cả, và chỉ là việc đang theo dõi tìm kiếm khám phá. Tóm lại, buổi sáng ngày 1 tháng 11, ông Cố Vấn Nhu không nhận được tin tức nào về đảo chính, ngoài việc khám phá âm mưu của đại tá có. Ông vẫn chủ quan tin vào lực lượng phản đảo chính của ông. Nếu cuộc đảo chính xảy ra, ông sẽ trao cho Thanh niên Cộng hòa phận sự giữ gìn an ninh trật tự tại Đô Thành, tạm thời thay thế cảnh sát, vì kinh nghiệm vụ đảo chính hụt năm 60 Đô Thành coi như bỏ ngỏ, cảnh sát thì tự động biến mất. Về quân sự thì quân đoàn 3 đã có tướng Tôn Thất Đính. Về hải quân, ông Nhu rất tin tưởng nơi đại tá Hồ Tấn Quyền. Ông Nhu vẫn tin tưởng với tất cả sự lạc quan vào lực lượng của chính quyền, có thể đương đầu với bất cứ một cuộc đảo chính nào. Từ khoảng tháng 8 năm 63 đã có nhiều nguồn tin, theo đó ông Cố Vấn Nhu sẽ đảo chính để lật đổ Bào Hinh và chính ông sẽ nắm quyền lãnh đạo. Nguồn tin này có lẽ được thêu dệt quá lời tuyên bố của ông Nhu trước hội nghị các đại biểu ấp chiến lược. Ông Nhu nói rằng nếu chính quyền bất lực thì không còn phục vụ được nhân dân và tổ quốc, thì chính ông là người đầu tiên đứng lên đảo chính, chứ không cần phải chờ đợi ai đảo chính. Lời tuyên bố này nhằm cảnh cáo một số quan chức tắc trách và đồng thời cảnh cáo trước mọi âm mưu phiến loạn. Sự việc chỉ có thế. Chết vì chủ quan hay chết vì phản bội? Các nhân vật thân cận cho hay vào cuối tháng 10, chính quyền lại có vẻ vững vàng hơn bất cứ lúc nào. Điều làm cho chính quyền lo ngại nhất là các đơn vị lữ đoàn nhảy dù. Sau cuộc đảo chính hụt ngày 1 tháng 11 năm 60, chính quyền mới nhận chân được khả năng sung yếu của các đơn vị mũ đỏ. Tuy nhiên, sau ngày 11 tháng 11 60, lữ đoàn này đã được trao cho một sĩ quan thân tín, tức đại tá Cao Văn Viên. Ngoài một số đơn vị trưởng ở cấp tiểu đoàn và trung đoàn đã được sở nghiên cứu móc nối và được coi như người trong nhà. Từ tháng 5 năm 63, ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu đã tiên liệu trước sau rồi thế nào cũng có đảo chính, nhưng ông vẫn yên trí có thể dập tắt được ngay vì những tướng tá âm mưu đảo chính đều không có quân trong tay, kể cả Trung tướng Trần Văn Đôn. Quyền Tổng thống tham mưu trưởng cũng sẽ không thể làm gì được hơn vì trên thực tế, ông Đôn vẫn là tướng không có quân. Vì quá chủ quan quá mức như vậy, nên ông Cố Vấn Nhu vẫn bình thản trầm ngâm với điếu thuốc lá Job. Trong cùng thời khắc đó, tướng lãnh đang quyết định lật đổ chế độ. 12 giờ trưa, Tổng thống Diệm theo thông lệ vẫn lần tràng hạt và đọc kinh trước khi dùng bữa. Cũng thời khắc đó, trên xa lộ Thủ Đức, đại tá Hồ Tấn Quyền đã bị bắn chết. Cái chết của đại tá Quyền cũng bất ngờ và tức tưởi như cái chết của hai anh em Tổng thống Diệm. Ông Cố Vấn Nhu đã nắm vững được những yếu tố nào để có thể an tâm và chủ quan như vậy? Kể từ khi Mỹ ngưng viện trợ và tìm mọi áp lực để Tổng thống Diệm phải khuất phục theo đường lối của họ, ông Cố Vấn đã tìm được đồng minh khác khả dĩ có thể hỗ trợ chế độ trong nhất thời và cũng là cách tạo nên một thế tựa để làm điều kiện với Mỹ. Trong 9 năm cầm quyền, anh em Tổng thống Diệm chua xót nghĩ về viện trợ Mỹ và hiểu thế nào là đồng minh theo cách nhìn của Mỹ. Đồng minh của anh em Tổng thống Diệm không ai khác hơn là Pháp kể từ năm 45. Chưa bao giờ mối băng giao Việt-Pháp tạo được điều kiện thân hữu tốt đẹp như năm 63. Lúc bấy giờ, về phía nội bộ, vụ Phật giáo được coi như đã tạm yên. Phe đối lập gồm một số tướng lãnh mà ông Nhu tin rằng họ sẽ không làm gì được trừ phi Mỹ quyết tâm. Song sự quyết tâm của Mỹ cũng chỉ có thể trong vòng bí mật.
Tất nhiên Mỹ không thể công khai hỗ trợ bất cứ một phe nhóm nào dùng vũ lực để lật đổ chính quyền hợp pháp. Vì còn dư luận quốc tế, Anh, Pháp, ông Nhu vẫn tỏ ra coi thường thế lực của phe đang âm mưu đảo chính. Theo ông, điều giản dị là họ không có quân, không có uy tín trong quần chúng. Một số tướng tá đang nắm thực quyền, chỉ huy tại các nha sở và đơn vị thì đều là người tin dùng của chế độ. Sự tin tưởng của ông Nhu cũng có lý, vì giả thử rằng nếu đại tá Đỗ Mậu, giám đốc nha an ninh quân đội, cũng như tướng lính không theo phe đảo chính thì đảo chính cũng khó lòng thành công. Tuy nhiên, cái lỗi lầm nhất của ông Nhu vẫn là bệnh chủ quan và đã đặt quá nhiều tin tưởng vào một số nhân sự mà ông cũng như Tổng thống Diệm cho đến giờ phút cuối cùng vẫn không thể ngờ rằng họ đã phản mình. Sự thật là hầu hết các tướng lãnh đều là đảng viên đảng Cần Lao, như là chủ tịch quân ủy Cần Lao vốn là tướng Lễ, nhiệm kỳ 1, tướng Chiểu, nhiệm kỳ 2. Cho đến ngày 1 tháng 11 63, các tướng Đôn, Nghiêm, Oai, Khánh, Cao, các đại tá Đỗ Mậu, Nguyễn Văn Chuẩn, Lâm Văn Phát, các trung tá Đỗ Khắc Mai, Nguyễn Văn Thiệu đều là đảng viên cao cấp của đảng Cần Lao. Một số tướng tá thân tín của chế độ cũng chủ quan tin tưởng như ông Diệm, ông Nhu, cho nên trước nguồn tin xé đảo chính, đại tá Hồ Tấn Quyền vẫn tuyên bố với mấy sĩ quan thân tín của ông: nhảy dù là mình phải nắm vững, hải quân là do nơi tôi, chỉ cần huy động 2 tiểu đoàn thủy quân lục chiến là có thể dẹp tan được đảo chính. Trước sau có thể nói chính quyền vừa quá chủ quan và khả năng tình báo lại quá yếu, nên đảo chính bùng nổ như ông Nhu đã tiên liệu mà không có phương sách đối phó. Trong dinh, khi từng loạt súng nổ ran ở phía tổng nha cảnh sát và được báo cáo cho biết có một số binh sĩ thủy quân lục chiến đang tiến về thành phố, cho đến lúc này ông Nhu vẫn bình tâm và ông Vĩ được gọi vào dinh. Kể từ 1 giờ rưỡi trong dinh Gia Long, bộ tham mưu cao cấp không còn ai khác hơn là hai anh em Tổng thống Diệm và ông Cao Xuân Vĩ. Tại sao chỉ có bằng ấy người? Thực ra khi có binh biến như vậy, anh em Tổng thống Diệm hay ở địa vị ai cũng chỉ còn trông cậy vào quân đội. Phía dân sự nếu có nhiều người thì chỉ làm bận chân. Dinh Gia Long gọi điện thoại lên bộ tổng tham mưu thì không một ai trả lời, đường dây đã bị cắt. Khi gọi điện thoại cho biệt khu thủ đô, quân đoàn 3 thì hai nơi này cũng bật tin. Khi quay sang bộ tư lệnh hải quân gọi đại tá Quyền thì cũng không có tiếng chuông reo. Tuy nhiên, Dinh Gia Long vẫn còn liên lạc được với một số cơ quan dân sự đầu não như Tổng nha Cảnh sát Quốc gia, Thanh niên Cộng hòa, Trung ương Tình báo, Bộ Công dân vụ. Việc đầu tiên là Tổng thống Diệm gọi điện thoại cho Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ và một số bộ trưởng để chỉ thị cho họ một số điều cần thiết như tạm thời ẩn náu, giữ vững tinh thần. Vị bộ trưởng trốn lẻ nhất không ai khác hơn là ông Nguyễn Đình Thuần, bộ trưởng phụ tá quốc phòng kiêm nhiệm bộ phủ tổng thống. Cho đến chiều, Dinh Gia Long vẫn còn bắt liên lạc được với một số tỉnh tại Cao Nguyên và Trung Nguyên Trung Phần, cũng như bộ tư lệnh quân đoàn 1 và quân đoàn 2. Nhưng không sao bắt liên lạc được với quân đoàn 4 của tướng Huỳnh Văn Cao. Kể từ 1 giờ 30 đến khi hai anh em ông Diệm ra khỏi Dinh Gia Long, bộ tham mưu, quân đoàn 1 và quân đoàn 2 là hai đơn vị mà Tổng thống Diệm vẫn liên lạc được cho đến phút chót, và tướng Nguyễn Khánh cũng là tướng lãnh duy nhất qua đường dây liên lạc vẫn tỏ bày lòng cương quyết trung thành với Tổng thống Diệm. Ông Khánh cho biết quân đoàn 2 sẽ tiếp cứu Dinh Gia Long, tướng Khánh còn lưu ý với bộ tham mưu Dinh Gia Long: các toa phải ráng giữ, đừng có nghe lời tụi nó, không tin mấy thằng đó được, quân đoàn 2 sẵn sàng phản công phe đảo chính. Đường dây đã đứt. Sau vụ đảo chính hụt 11 tháng 11-60, Sở Nghiên cứu Chính trị đã áp dụng một kế hoạch chống đảo chính rất hữu hiệu. Nhờ kế hoạch này, một số đơn vị nòng cốt trong lữ đoàn nhảy dù, thủy quân lục chiến, thiết giáp đều được Sở Nghiên cứu chinh phục và tìm bạn trong hàng sĩ quan mà hầu hết là cấp tiểu đoàn trưởng. Tháng 9 năm 63, bác sĩ Trần Kim Tuyến được lệnh cấp tốc lên đường, nhận nhiệm vụ mới và Trung tá Đương chính thức thay thế. Trung tá Đương còn là chánh văn phòng của ông Nhu. Tuy đã bàn giao công việc, song công việc của sở nghiên cứu không đơn giản như các sở khác, giấy tờ hành chính chỉ là thần phụ. Còn bao nhiêu vấn đề nhiêu khê rắc rối mà phải là người chủ động mới có thể nắm vững. Do đó người thay thế, dù là cận thân với ông Cố Vấn Nhu cũng không thể nắm vững đường dây được móc nối tại các đơn vị chủ lực. Đó cũng là một khuyết điểm lớn đã làm cho chế độ ông Diệm trở tay không kịp khi bị lâm nguy. Thông thường con người có một nhược điểm lớn là bao giờ cũng đặt vấn đề tình cảm cá nhân như một căn bản cho lòng tin tưởng và tinh thần phục vụ. Cho nên với cá nhân này thì thuộc cấp hết lòng phục vụ, nhưng cá nhân kia lại thờ ơ bất hợp tác. Kế hoạch nuôi 3 năm dùng 1 giờ đã trở thành vô hiệu quả. Nhiều đơn vị khi nhận được lệnh chuyển quân hướng về Sài Gòn đã không biết cấp báo cho ai. Đây là vấn đề quan hệ đến sinh mạng,
nên không thể cấp báo cho bất kỳ ai mà họ chưa có lòng tin cậy. Sự tin cậy đặt trên tình nghĩa và thân hữu. Sau vụ 11 tháng 11 60, Sở Nghiên cứu Chính trị cạnh Tổng thống Diệm đã cố len lỏi vào các đơn vị và tìm bạn. Công tác tìm bạn coi như được hoàn tất vào cuối năm 1962. Những người bạn này không cần nhận một công tác nào cả, cũng không được hưởng một quyền lợi nào cả. Duy chỉ có điều họ sẽ được bảo vệ nếu gặp sự bất công ngược đãi của cấp trên, hoặc tùy trường hợp sẽ được giúp đỡ theo nhu cầu và ước muốn của mỗi cá nhân. Tuy vậy, họ luôn luôn được căn dặn một điều: nếu khi nào có lệnh chuyển hướng quân về Sài Gòn hoặc có điều khả nghi trong động binh thì phải cấp báo ngay cho người có trách nhiệm của Sở Nghiên cứu và cấp báo trực tiếp, đưa tin đến nhà hoặc điện thoại theo các đường dây riêng. Theo Lương Khải Minh, không những tìm bạn như thế này tại các đơn vị cấp tiểu đoàn và trung đoàn, Sở Nghiên cứu còn tìm bạn trong các cơ quan đầu não của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu, thường thường là sĩ quan cấp úy thuộc ngành truyền tin, quân vận, phòng 2, phòng 3. Từ tháng 10 năm 63, các đường dây được thiết lập theo hệ thống bạn kể trên, nếu không nói là tan rã thì cũng không được kết hợp và phối trí do một người duy nhất điều động. Trong khi đó, ông Nhu lại quá tin tưởng vào những số tướng tá chỉ huy các đơn vị. Không hiểu sao ông Nhu lại quên hẳn bài học Nguyễn Chánh Thi trong vụ đảo Chánh 11 tháng 11 năm 60. Ông vẫn dùng một số tướng tá thân tín để chống lại mọi âm mưu đảo chính. Song ông Nhu đã không ngờ được rằng khi các tướng tá trên tạm thời liên hiệp với phe âm mưu đảo chính, thì một sớm một chiều chế độ của ông trở thành chế độ tay trắng không có quân để bảo vệ. Ngoài lữ đoàn phòng vệ phục tổng thống và một số quân của lực lượng đặc biệt đã bị phân tán, thật là một sự tính sai, hay đúng hơn là một rủi ro của chủ quan. Đây cũng có thể coi là sự nhầm lẫn do sự thiếu cảm nhận về tâm lý và thực trạng của nhân sự trong quân đội. Thành bại trong gang tấc. Cho đến sáng ngày 1 tháng 11 năm 63, Đại tá Quyền vẫn không hay biết gì về cuộc đảo chánh sẽ bộc phát vào 1 giờ 30 cùng ngày. Ngày hôm sau cũng là ngày sinh nhật ông, Đại tá Quyền theo thông lệ, những ngày nghỉ vẫn đến sân quần vợt của Bộ Tư lệnh Hải quân để cùng dượt với các sĩ quan. Trong số các sĩ quan chơi quần vợt sáng hôm ấy có Thiếu tá Nguyễn Tấn Lực. Thiếu tá Lực vốn là bạn thân của Đại tá Quyền và cũng là chỉ huy trưởng của một ngành trong Hải quân. Vào khoảng 10 giờ sáng sau khi đánh banh xong, viên thiếu tá này mời Đại tá Quyền lên Thủ Đức dùng cơm với lý do nhân sinh nhật ông Quyền. Thiếu tá Lực muốn có một cái hân hạnh được đưa ông đi ăn nhậu. Đại tá Quyền nhận lời ngay, cả hai đi bằng chiếc Citroen dành cho Tư lệnh Hải quân. Khi lên xa lộ, Thiếu tá Lực mới ngỏ ý với Đại tá Quyền theo phe tướng lãnh đảo chính. Cho đến giờ phút đó, Đại tá Quyền mới rõ qua đảo chính thật và không còn là chuyện dư luận đồn đại nữa. Đại tá Quyền không chấp nhận. Kết quả là Đại tá Quyền bị hạ sát ngay trên xa lộ. Đêm 1 tháng 11, Thiếu tá Lực lò mò đến Bộ Tư lệnh Hải quân, nhưng khi đi qua sở thú thì bị quân của lữ đoàn bắt giữ. Thiếu tá Lực tưởng lầm là quân của phe đảo chính nên tiết lộ với Đại úy Lễ, tôi đã sát Đại tá Quyền theo chỉ thị của Trung tướng Dương Văn Minh. Quân của lữ đoàn phòng vệ thủ tổng thống định hạ sát ngay Thiếu tá Lực. Đại úy Lễ xin chỉ thị của Bộ Tư lệnh nhưng được trả lời giữ ông Lực lại và không được động chạm tới ông ta. Quốc gia là tôi. Trở lại biến cố ngày 1 tháng 11 năm 63 và cái chết của hai anh em ông Diệm. Như mọi người đã biết, Tổng thống Diệm đã chết như một người bị ám sát. Mặc dầu lúc 4 giờ 30 ngày 1, tướng Dương Văn Minh với tư cách Chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng là phe đảo chính đã điện đàm với anh em Tổng thống Diệm với lời hứa rằng nếu Tổng thống Diệm và Bào Đệ chịu từ bỏ quyền hành và rời khỏi Dinh Gia Long, phe đảo chính sẽ cam kết bảo vệ tính mạng cho hai anh em ông và sẽ để hai anh em ông ra ngoại quốc với nghi lễ danh dự dành cho một vị tổng thống. Tổng thống Diệm đã nói như hét: "Tướng tá Mô!" Tất nhiên, Tổng thống Diệm đã không chấp nhận sự đầu hàng như vậy. Với một người cứng rắn quá mức như Tổng thống Diệm cùng với tự ái quá cao và lòng tự tôn, tất nhiên là ông đã coi các tướng lãnh chỉ là các thuộc hạ võ biền theo quan niệm của một nhà nho. Nên đề nghị của tướng Minh đối với ông như là một hành động xúc phạm đến uy quyền tối cao của quốc gia mà ông đã tiêu biểu. Tổng thống Diệm từng nói, sau hiến pháp còn có tôi. Thực ra thì ông lãnh đạo quốc gia với một mặc cảm tự tôn quốc gia là ta. Điều này sẽ giúp ta giải thích rõ tại sao ông Diệm khước từ sự đầu hàng. Và dù cho trong một tình thế nguy nan nhất, ông vẫn giữ vững lập trường, đòi các tướng lãnh phải cử đại diện đến phủ tổng thống gặp ông. Theo đại úy Lê Công Hoàn, Tổng thống Diệm đập bàn, rồi bảo với ông Nhu, chúng nó đến đây rồi thì muốn chi thì muốn. Tổng thống Diệm có cầu cứu Cao Bốt Lốt không? Thực ra, ông có điện đàm với viên đại sứ này, song chỉ có ý phản trách và yêu cầu người Mỹ chấm dứt ngay sự hỗ trợ phe đảo chính. Ông Nhu chỉ yêu cầu Cao Bốt Lốt
đóng vai trò trung gian giữa Dinh Độc Lập và Hội đồng Quân nhân. Song Cao Bốt Lốt không thỏa mãn lời yêu cầu này. Cũng tương tự như tướng Minh, khoảng 4 giờ 30, đại sứ Cao Bốt Lốt yêu cầu anh em tổng thống rời khỏi Dinh Gia Long và đến tị nạn tại tòa đại sứ Mỹ. Sau đó ông ta sẽ thu xếp để anh em tổng thống xuất ngoại. Trong điều kiện này thì Cao Bốt Lốt mới đảm bảo được tính mạng của hai anh em tổng thống Diệm và gia đình. Song như đã trình bày ở trên, tổng thống Diệm đã khước từ dứt khoát. Tổng thống Diệm cũng như ông Nhu vẫn mong ở thế thắng của mình. Qua đài phát thanh lúc 4 giờ, Tổng thống Diệm nghe rõ giọng nói của 22 vị tướng tá xướng danh để áp đảo tinh thần của Dinh Gia Long. Ông Diệm bảo Đại úy Bằng và các sĩ quan tùy viên: các tướng bị bọn nó bắt là con tin đấy thôi. Cũng vì vậy, khi thiếu tá Nguyễn Hữu Duệ xin Tổng thống Diệm cho đem quân của lữ đoàn lên Bộ Tổng tham mưu để giải thoát các tướng tá, thì Tổng thống khước từ với lý do: mình đem quân đi giải cứu bọn nó, thế cùng nó sẽ giết hết các tướng, để từ từ coi sao. Cũng vào lúc 4 giờ 30, Trung tướng Đôn có điện đàm với Tổng thống Diệm yêu cầu Tổng thống Diệm và ông Nhu từ bỏ quyền hành và xuất ngoại vì quân đội đã đứng lên đảo chính và đã vây chặt thành Cộng Hòa và Dinh Gia Long. Tổng thống Diệm nói như quát: quân Mô, vây ở Mô. Sự thực, lực lượng đảo chính không đáng kể. Quân của sư đoàn 5 vẫn còn ở bên ngoài Đô Thành, phía Phú Lâm, Chợ Lớn, Cầu Chữ Y, Khánh Hội, Thị Nghè còn bỏ trống. Theo thiếu tá Lâm Văn Phát thì vào giờ đó, hội đồng tướng lãnh chưa biết phải làm gì và hoàn toàn dao động, vì vị nào cũng tưởng rằng khi đọc hiệu triệu trên đài phát thanh thì các cánh quân của quân đoàn 2, trong đó có sư đoàn 5, đã vây chặt thành Cộng Hòa và Dinh Gia Long, cũng như đã làm chủ tình hình Sài Gòn, Gia Định, Chợ Lớn. Nhưng ngược lại, các cánh quân chủ lực của cuộc đảo chính vẫn còn rời rạc lẻ tẻ và chưa vượt qua cầu Phan Thanh Giản và cầu Thị Nghè thì đã bị lữ đoàn liên binh phòng vệ trận đứng ở Đa Cao và Sở Thú. 4 giờ 30, một cú điện thoại từ Bộ Tổng tham mưu gọi cho thiếu tá Duệ: kéo thẳng lên đây, đánh thốc vào Bộ Tổng tham mưu, ở đây chỉ leo tèo vài đại đội tân binh và lính truyền tin. Thiếu tá Duệ hỏi: tướng lãnh làm gì trên đó? Ông Duệ được trả lời: cha con mấy trự đang săn mặt té đái. Sự thực, chiến đoàn vạn kiếp của Trung tá Vĩnh Lộc cho đến lúc ấy vẫn còn án binh bất động bên cầu Phan Thanh Giản. Khoảng 4 giờ 30, khi Đại tá Phát đến một căn nhà ngay ngã tư Phan Thanh Giản, Đinh Tiên Hoàng, được coi như bản doanh tiền phương của sư đoàn 5 và chiến đoàn vạn kiếp, thì lúc ấy Trung tá Vĩnh Lộc đang say ngất ngư và cũng chưa biết phải tiến quân như thế nào. Sĩ quan cũng như binh sĩ vẫn ngơ ngác không biết phải làm gì. Chỉ thị của thượng cấp hết sức mơ hồ. Tướng Lâm Văn Phát cũng tiết lộ vào giờ phút đó các tướng tá tại Bộ Tổng tham mưu gần như tuyệt vọng. Ai nấy đều xanh mặt và đã chuẩn bị vali để lên đường tẩu thoát. Trung tá Nguyễn Cao Kỳ nói nếu thất bại sẽ dùng mấy chiếc Dakota của Liên đoàn Vận tải để đưa các tướng tá qua Thái Lan. Các tướng tá hồi hộp từng giây từng phút theo dõi cuộc tiến quân của quân đoàn 3, nhưng chỉ nghe thấy tiếng súng nổ xa xăm. 4 giờ 30, Trung tá Kỳ dẫn hai phi công vào trình diện hội đồng tướng lãnh. Hai phi công này vừa lái AD-6 nhào lộn oanh kích khu vực thành Cộng Hòa, và sự hiện diện của hai chàng phi công này tựa hồ như cơn gió mát giữa cơn nồng nặc nghẹt thở trong phòng hội đồng. Trung úy Viên thấy tình hình rất lâm nguy, bỗng nhiên ông nhận được tin từ hội đồng tướng lãnh cho biết Đại tá Lâm Văn Phát tạm thay Đại tá Nguyễn Văn Thiệu thống lãnh sư đoàn 5 để thanh toán Dinh Gia Long và thành Cộng Hòa. Được tin này, Trung tướng Dương Văn Minh biến sắc. Một số tướng lãnh rỉ tai nhau: thôi hỏng rồi, tại sao đính lại giao cho Phát như thế? Tụi nó quật ngược lại bọn mình rồi. Không khí nghẹt thở. Đại tá Lâm Văn Phát sáng ngày 1 tháng 11 đến Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 để chờ trình diện tướng đính trước khi xuống Mỹ Tho nhập chức vụ Tư lệnh Sư đoàn 7. Cho đến lúc ấy, ông Phát vẫn không hiểu mô tê gì cả, nhưng ông đã linh cảm thấy một sự lạ nào đó. Buổi chiều, Đại tá Phát lại trở vào Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 giữa lúc tướng đính đang sao xuyến vì sự di chuyển chậm trễ của Sư đoàn 5. Ông đã yêu cầu Đại tá Phát tạm nắm quyền chỉ huy sư đoàn này để tốc chiến tốc thắng. Đại tá Phát nhận lời, tướng đính phải cho người vào kho lấy bộ đồ trận cho Đại tá Phát vì ông mặc đồ vàng. Kể từ phút đó, Đại tá Phát chính thức xung trận. Ông được thăng thiếu tướng vào lúc 2 giờ 30 đêm ngày 1 tháng 11 khi cuộc tấn công Dinh Gia Long bắt đầu mở màn. Ra đi khi trời chưa sáng. Xin trở lại giờ phút quyết định số mạng của hai anh em ông Diệm. Khoảng 4 giờ sáng thứ hai, ông Cao Xuân Vĩ hoàn toàn mất liên lạc với hai anh em ông Diệm. Trong suốt buổi tối từ khi đến nhà Mã Tuyên, ông Nhu vẫn thường xuyên liên lạc với một số nhân vật thân tín khác. Ông Nhu quyết định sẽ ra đi trước khi trời sáng. Những người thân tín của ông đã nhận được chỉ thị thu xếp cho hai anh em ông tìm đường lên cao nguyên.
Công việc thu xếp kể như tạm xong, chỉ còn chờ hai anh em ông Diệm. Ông Diệm không chịu trốn, không chịu cải trang. Ông Diệm đã nói với ông Nhu và ông Cao Xuân Vĩ: mình là tổng thống thì phải giữ tư thế của vị tổng thống, dù mình chết cũng là vị tổng thống. Theo lời tường thuật lại thì tại nhà Mã Tuyên, dù ông Nhu nhiều lần đề nghị ông Diệm thay quần áo và cải trang cho dễ lẩn trốn trong dân chúng, ông Diệm đã khước từ một cách bực tức. Ông Nhu đã có sẵn một bộ đồ hóa trang, song vì người anh không chịu, ông đành thúc thủ. Ông Diệm vẫn tin rằng phe đảo chính sẽ không dám làm gì ông, thì cũng sẽ không giết được ông Nhu. Quyết định cuối cùng của ông Diệm là nếu chết chết cả hai, tối đi đâu chủ đi đó. Cũng vì vậy, trong giờ phút cuối cùng ở nhà thờ Cha Tam, Tổng thống Diệm lại một lần nữa khước từ, không chịu mặc áo của linh mục, mặc dù ông Diệm có lời tuyên bố phần sống như một tu sĩ. Dinh Gia Long vẫn đắm chìm trong bóng tối và lặng lẽ. Vấn đề cấp thiết nhất là lương thực. Dinh Gia Long không có kho lương nào. Thiếu tá Hưởng cũng như thiếu tá Lạc cùng tất cả các sĩ quan đều đồng ý giữ Dinh Gia Long bất cứ giá nào. Tinh thần họ chỉ lên cao nhờ binh sĩ cũng một lòng như vậy. Đơn giản, họ chỉ là những quân nhân phục vụ chế độ với lòng trung thành. Từ khi Tổng thống Diệm và ông Nhu ra đi, Dinh Gia Long không có gì thay đổi. Ba đại đội của lữ đoàn liên binh phòng vệ đóng chung quanh Dinh ra tận chợ Bến Thành. Thiếu tá Lạc cũng như thiếu tá Hưởng và đại úy Hoàn kéo nhau ra đường đi vòng quanh quan sát rồi dừng chân ở trước bộ quốc phòng. Khi trở lại có điện thoại của Hoàn, Hoàn quay lại nói với các sĩ quan. Liên nó gọi cho Moa, tức là thiếu tá Nguyễn Bá Liên, tham mưu trưởng thủy quân lục chiến trong cuộc đảo chính. Lúc đầu thiếu tá Nguyễn Bá Liên chiêu hồi dụ dỗ đại úy Hoàn và cho rằng nên hàng đi là hơn. Sau trung tá Liên nhường máy cho một số đại tá trung tá nói chuyện thẳng với Hoàn. Đó là cách áp đảo tinh thần Dinh Gia Long. Các đại tá trung tá lần lượt lên tiếng, trong đó trung tá Vĩnh Lập, trung tá Thảo, rồi đến lượt trung tá Nguyễn Văn Thiệu. Nghe xong Hoàn bỏ máy xuống, nhìn anh em mỉm cười. Đại úy Bằng theo Tổng thống Diệm và ông Nhu đến chợ lớn ở lại một lúc thì Tổng thống Diệm cho ông về. Ông Bằng không quên mang về một chai mặc ten, một tút thuốc lá tăng cường sức sống cho Dinh Gia Long. Súng vẫn nổ, thỉnh thoảng một trái mọt chê rơi vào gần Dinh. Mấy sĩ quan trong Dinh vẫn bình tĩnh cụm ly. Đại úy Hoàn say ngất ngây cùng mấy sĩ quan khác ngồi tâm sự chuyện đời. Thiếu tá Nguyễn Bá Liên từ bên ngoài gọi điện thoại kêu gọi Dinh Gia Long đầu hàng lần thứ ba. Đại úy Hoàn cảm ơn tình bạn của ông Liên và từ chối. Quân đảo chính đã làm chủ tình hình thủ đô, vòng vây mỗi lúc một siết chặt quanh Dinh Gia Long. Thiếu tá Phạm Văn Hường đặt bộ chỉ huy hành quân ngay công viên trước Dinh Gia Long. 12 giờ thì ông được thành Cộng Hòa thông báo cho biết bỏ thành. 7 sĩ quan ở thành Cộng Hòa đang tìm cách về Dinh Gia Long, nhưng đến đường Phùng Khoắc Khoan thì đành chịu và rủ nhau trốn vào nhà kiến trúc sư Ngô Viết Thụ. Nhà ông này đi vắng hết, chỉ còn lại một gia nhân. Sau đó đám sĩ quan này mượn quần áo cải trang rồi kéo nhau vào nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi. Ngoài Dinh Gia Long vẫn còn 3 đại đội của Liên đoàn Phòng vệ, và trong Dinh có thêm một đại đội cận vệ đặt dưới quyền thiếu tá Lạc. Súng vẫn nổ, trong Dinh lặng lẽ như tờ. Viên đại úy phụ trách truyền tin xin thiếu tá Hưởng cho tháo máy và di tản qua tòa án, lấy cớ rằng nếu Dinh bị pháo kích, máy truyền tin vẫn an toàn. Mấy ngày sau đảo chính, đại úy này đã được quân đảo chính vinh thăng thiếu tá với lý do đã góp công với quân đảo chính bằng cách tháo gỡ máy truyền tin. Không hiểu nguyên nhân nào, một tuần sau ông ta mất lon thiếu tá. Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 2, súng bắt đầu thi nhau nổ. Đại úy Hoàn bàn với thiếu tá Lạc là trong tình thế này không thể nào giữ được Dinh nữa rồi. Thế nào quân đảo chính cũng sẽ đánh lớn và thanh toán thành trì cuối cùng này. Hơn nữa, đại úy Hoàn cho rằng Tổng thống Diệm đã ra đi. Thiếu tá Lạc cho là phải và đồng ý với đại úy Hoàn là phải báo cho tướng Khiêm rõ. Sau đó đại úy Hoàn gọi điện thoại cho tướng Khiêm báo cho ông biết Tổng thống Diệm và ông Nhu đã ra đi và xin tướng Khiêm ra lệnh ngưng tấn công Dinh Gia Long. Tướng Khiêm trả lời, được, để qua lo liệu. Lúc ấy, bộ chỉ huy nhẹ của Đại tá Phát đặt ngay tại trường Đại học Văn Khoa. Ông Phát trực tiếp chỉ huy cuộc tấn công Dinh Gia Long, nhưng hầu hết đều bắn lên trời. Thủy quân lục chiến đã tiến đến gần Dinh, một đại đội khác của lữ đoàn phòng vệ vẫn còn giữ được vườn Tao Đàn. Nơi đây được coi như yếu tố số 1 trong việc phòng vệ Dinh Tổng thống. Bộ chỉ huy Dinh Gia Long không còn hy vọng được ai tiếp cứu. Mấy mật báo viên của thiếu tá Hưởng được sai xuống Phú Lâm xem sư đoàn 7 đã về chưa. Cuối cùng họ trở về báo cáo có thấy lính của sư đoàn 7 đang di chuyển về phía thủ đô nhưng không có súng. Một lúc sau, Đỗ Thọ từ nhà Mã Tuyên gọi điện thoại về Dinh và chuyển lời Tổng thống Diệm đại ý
Tổng thống Diệm cảm ơn tất cả và bảo thiếu tá Lạc cố giữ dinh và chờ lệnh của Tổng thống. Khoảng 3 giờ 30 sáng ngày 2, từ nhà Mã Tuyên Chợ Lớn, Tổng thống Diệm vẫn chỉ thị cho thiếu tá Lạc một mật một con để bảo vệ dinh. Nhưng ông Nhu thất vọng, không thẩm vào đâu, mình yếu họ mạnh. Theo nhật ký của Đỗ Thọ, Tổng thống Diệm cho rằng vậy đổ nát chết chóc không lợi chi cả. Từ 4 giờ 30 sáng ngày 2, Dinh Gia Long như con hổ đã lọt vào bẫy, cố vùng vẫy nhưng kiệt sức rồi. Thiếu tá Lạc tính chuyện đầu hàng. Thiếu tá Lạc liên lạc thẳng với thiếu tướng Trần Thiện Khiêm. Tướng Khiêm nói rằng nếu thấy không thể giữ nổi thì hàng để tránh đổ máu. Tướng Khiêm chỉ thị thêm các thiếu tá trong dinh phải bật hết đèn pha để làm dấu hiệu đầu hàng. Thiếu tá Lạc xin được chậm chậm một chút vì ông Lạc cũng như một số sĩ quan vẫn còn do dự để đợi lệnh cuối cùng của Tổng thống Diệm. Lúc ấy bộ chỉ huy của thiếu tá Hưởng đã di tản qua đại sứ Lào. Súng nổ chát chúa nhưng hầu hết đều bay lên trời. Đêm đen như mực, rồi 6 giờ trời tăng tảng sáng. Dinh Gia Long như quỵ hẳn, thay vì bật đèn pha để làm dấu hiệu đầu hàng, ông Lạc lại lấy tấm ra trắng trải giường cột vào đầu cây gậy, chạy ra bao lơn phất phất. Thủy quân lục chiến cũng như trong dinh nhiều người không trông thấy ngọn cờ ra trắng, cho nên tuy đã phất cờ đầu hàng, trong dinh lại nổ một loạt súng và làm ngã gục mấy thủy quân lục chiến. Phía thủy quân lục chiến nổi giận xông lên, súng nổ từng loạt chát chúa rồi im bặt. Dinh Gia Long thất thủ lúc 6 giờ 25. Trung úy Tiêm còn mặc bộ đồ ngủ đi lè phè ở hành lang dinh. Mọi sự thế là xong. Bỗng đâu một viên đạn bay vèo, Trung úy Tiêm ngã gục. Ông chết vào giờ thứ 25 và nâng tỷ số thương vong của lữ đoàn phòng vệ lên 7 người. Dinh Gia Long chỉ có một người chết. Thiếu tướng Phát công nhận rằng cuộc tấn công Dinh Gia Long quả là gay go. Binh sĩ phía đảo chính thì dè dặt, cấp chỉ huy thì hối thúc họ hét khản cổ, họ mới chịu tiến. Khi Dinh Gia Long thông báo đầu hàng, lính trong dinh vẫn nổ súng từng loạt. Một chiếc thiết giáp tiến lên ngang hông Bộ Quốc phòng, phía đường Pasteur thì bị thổi bay. Lửa bốc cháy thiêu rụi con cọp sắt vào đúng giờ thứ 25 của trận đánh. Chiếc thiết giáp của Đại úy Bùi Nguyên Ngãi lao lên tiếp cứu, tiến đến gần chiếc thiết giáp đang bốc cháy thì bỗng đâu từng loạt đạn nổ vang. Đại úy Ngãi vừa thò đầu ra khỏi xe thì bị bắt gục. Con cọp sắt thứ hai bốc lửa. Đại úy Ngãi ngã gục vào giờ thứ 25. 6 giờ 30 Dinh Gia Long nằm gọn trong tay phe đảo chính. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiệu vẫn đeo lon đại tá, kéo theo một trung đội tiến vào dinh tiếp thu thành trì cuối cùng của đệ nhất Cộng Hòa, tiêu biểu cho uy quyền tối thượng của Việt Nam Cộng Hòa. Từ hầm Dinh Gia Long đến nhà Mã Tuyên, trung sĩ Mộc thuộc Thủy quân lục chiến cho biết ông cùng toán quân của ông là những người thứ nhất đặt chân lên thềm Dinh Gia Long và sau đó ông xuống hầm làm nhiệm vụ lục soát. Hầm này như thế nào? Đây là nơi Tổng thống Diệm trong 7 tiếng đồng hồ của buổi chiều ngày 1 đã cùng ông Nhu trú ẩn và tính kế. Hầm hoàn thành ngày 28 tháng 10 năm 63, nằm phía sau Dinh Gia Long, chiều dài 25 thước, chạy từ cánh trái của dinh phía đường Pasteur đến cánh phải phía đường Công Lý. Hầm có hai cửa nhưng lại có 5 lối dẫn xuống hầm. Một lối thông với phòng ngủ của Tổng thống Diệm ở lầu 2, một lối khác ăn thông với căn phòng ông Nhu ở phía đường Pasteur. Bên trên hầm là sân cỏ sát sân quần vợt với hai trụ thông hơi, có một cửa ra vào dành riêng cho lực lượng cận vệ. Cửa hầm bằng sắt dày, hầm phân ra hai khu, một dành cho Tổng thống Diệm, một dành cho ông Nhu. Về phía Tổng thống Diệm, hầm được ngăn ra thành ba phòng nhỏ, một phòng khách, một phòng ngủ và một phòng tắm. Nhưng từ khi nổ súng, Tổng thống Diệm xuống hầm thì tất cả bộ phận đầu não đều tập trung trong căn phòng khách nhỏ hẹp của Tổng thống Diệm với một chiếc bàn tròn, một chiếc ghế bành và một chiếc tràng kỷ. Ông Nhu đi đi lại lại phía trên hành lang sâu hút của chiếc hầm. Từ khi nổ súng, ông Nhu vẫn đi như thế, đầu cúi thấp, từng bước chậm chạp. Buổi chiều nặng nề trôi qua, Tổng thống Diệm chăm chú nghe lời nói của ông em. Mỹ nó biểu làm thì làm, Mỹ nó cho mỗi đứa vài ngàn đô la là xong. Ông Nhu búng tàn thuốc, gương mặt nặng trĩu. Đính Mậu, nó làm như rửa. Tổng thống Diệm lặng thinh, khoảng 6 giờ ông già Ân mang xuống hầm một tô cháo gà để Tổng thống Diệm lót lòng. Ông Tổng thống từ chối với một cử chỉ uể oải chán nản tột cùng. Cuối cùng cầm thìa múc cháo, nhưng như không còn đủ sức nuốt cho hết. Ông nhìn mọi người rồi bảo ông già Ân, một vài tô nữa cho anh em ăn với.
nhưng đây là tô cháo cuối cùng của đầu bếp Dinh Gia Long. Khoảng 7 giờ, ông Nhu nói với ông Diệm, thôi mình đi. Tổng thống quay lại hỏi, đi mô. Ông Nhu đáp nhát gừng, cứ đi rồi sẽ tỉnh. Tổng thống đứng lên nói, đi thì đi. Tổng thống Diệm sai ông già Ân lên lấy cái cặp da. Trung úy Sung thu xếp hành trang của ông Nhu. Tổng thống Diệm nói với các sĩ quan tùy viên cùng bác sĩ Đinh Xuân Ninh và trung tá Kỳ Quan Liêm, đi một đứa thôi, đi nhiều không có nên. Tất cả mọi người có mặt đều có vợ con, riêng Đỗ Thọ thì còn độc thân. Đại úy Đỗ Thọ tình nguyện đi theo tổng thống. Đại úy Thọ quay lại đại úy Hoàn, Hoàn ở lại, tao độc thân đi theo tổng thống, nếu có chết cũng không sao. Khi già Ân đem chiếc cặp xuống trao cho tổng thống, mọi người đứng vây quanh tổng thống Diệm nghẹn ngào. Tổng thống Diệm trao chiếc cặp da cho Hoàn, đôi mắt ông vẫn lơ đãng xa vời. Đỗ Thọ đỡ chiếc cặp da, bước theo tổng thống rời khỏi hầm dinh. Chiếc xe loại Ford đậu sẵn ở sân cỏ. Tổng thống Diệm bước lên xe, theo sau là ông Nhu và đại úy Bằng. Đại úy Đỗ Thọ ngồi băng trước cạnh tài xế. Tổng thống Diệm ngồi phía sau lưng tài xế và bên cạnh là ông Nhu. Xe rồ máy băng qua cửa nhỏ của dinh vào đường Pasteur rồi tiến vào sân sau tòa đô chính. Sau đó rẽ qua đường Lê Thánh Tôn, chạy ngang qua rạp Rích, rẽ tay phải theo ngã đường Lê Lợi thẳng ra chợ lớn, chạy dọc theo đại lộ Trần Hưng Đạo. Ông Cao Xuân Vĩ bỏ đi không tháp tùng Tổng thống Diệm, và khi xe sắp chuyển bánh, ông Vĩ thấy ông Nhu và Tổng thống Diệm ngồi trên sàn xe, coi bộ thê lương quá. Nên ông vào dinh lấy tạm tấm đệm mút để Tổng thống Diệm và ông Nhu ngồi tạm, nhưng khi mang nệm ra thì xe đã đi. Trong dinh Gia Long lúc này chỉ còn duy nhất một mình ông Cao Xuân Vĩ là người có thẩm quyền quyết định. Ông không thể bỏ đi ngay vì phải ở lại đôn đốc một số công việc, nhất là lo việc ăn uống của anh em binh sĩ. Vì vậy, thay vì tháp tùng xe Tổng thống Diệm, ông trở lại dinh gọi điện thoại cho Trung tá Phước, hiện đang có mặt tại khu Đại Thế Giới. Báo cho Trung tá Phước biết là có hai người khách sắp đến. Đồng thời ông Vĩ cũng chỉ thị cho Trung tá Phước, nếu xe của hai vị tới nơi, sẽ cho thay xe khác và chính Trung tá Phước phải tự lái xe đưa hai nhân vật này đến tạm trú tại nhà Mã Tuyên và đợi ông ở đó, ông Vĩ sẽ đến. Trước sau, anh em Tổng thống Diệm đã trở thành kẻ cô đơn trong cơn khói lửa và phải lo liệu tất cả mọi chuyện. Bộ trưởng Phụ tá Quốc phòng cũng như Bộ trưởng Nội vụ không còn một liên lạc nào với lãnh tụ anh minh của họ. Khoảng 9 giờ đêm hôm đó, Trung tá Phước đưa hai anh em Tổng thống Diệm đến tạm trú tại nhà Mã Tuyên cùng với mấy tùy viên trên cùng một chiếc xe Land Rover. Sau khi ra một số chỉ thị cần thiết, Trung tá Phước trở về bản doanh của Thanh niên Cộng hòa đặt tại khu Thế Giới. Từ lúc đó, trên lầu 2 nhà Mã Tuyên chỉ còn Tổng thống Diệm, ông Nhu và đại úy Thọ. Riêng đại úy Bằng, khi theo Tổng thống Diệm đến Đại Thế Giới thì được Tổng thống Diệm cho tự ý lo liệu. Một lát sau, khi ông Cao Xuân Vĩ đến nhà Mã Tuyên, trong ít phút sau đã thảo luận với hai anh em Tổng thống Diệm và lãnh chỉ thị cuối cùng. Ông Vĩ được lệnh trở về bản doanh của Thanh niên Cộng hòa để lo điều động mọi việc. Kể từ đó, mọi việc liên lạc đều qua đường dây điện thoại. Ông Vĩ có trở lại khu Đại Thế Giới một lần nữa để bàn thảo kế hoạch và lãnh thêm chỉ thị mới. Đây là lần sau chót ông Vĩ gặp mặt Tổng thống Diệm và vị lãnh tụ Thanh niên Cộng hòa. Vào khoảng 4 giờ sáng ngày 2, ông Cao Xuân Vĩ mất liên lạc với Tổng thống Diệm và ông Nhu. Tổng thống Diệm đến nhà Mã Tuyên là một sự tình cờ. Trước đó, ông Tổng thống đã khước từ đề nghị đưa ông và ông Nhu vào một tu viện trong chợ lớn. Tổng thống Diệm lắc đầu. Êm thì không nói làm chi, nếu có sao, sau này phiền lụy đến các cha. Do đó mà ông Vĩ và Trung tá Phước bắt đầu phải tạm thời dùng nhà Mã Tuyên làm dinh Tổng thống cho qua đêm. Khi được Trung tá Phước báo tin, Mã Tuyên ra tận cửa đón chào anh em Tổng thống Diệm. Từ 9 giờ tối, chiếc xe Dodge trang bị máy truyền tin hoạt động không ngừng vì ở đây thu lượng tin tức của Dinh Gia Long và Thành Cộng Hòa cũng nhận chỉ thị của hai ông. Ruột thịt. Được biết, theo kế hoạch đã bàn thảo, Tổng thống Diệm và ông Nhu mỗi người sẽ đi theo một ngã và cố tránh để không lọt vào tay phe đảo chính. Ông Nhu sẽ cải trang như một thường dân lao động và tìm cách ra khỏi đô thành, rồi theo lộ trình nào an ninh nhất, ông sẽ lên cao nguyên. Tổng thống Diệm sẽ tạm lánh ở một nơi an toàn tại Sài Gòn. Sau đó, khi lên tới cao nguyên, ông Nhu sẽ huy động lực lượng quân đội do tướng Nguyễn Khánh trực tiếp điều khiển và sẽ tiến về Sài Gòn phản công. Về mặt chính trị, ông Nhu vẫn tin tưởng là ông đã nắm vững được cả nội lực và ngoại diện, khả dĩ có thể giúp ông thắng thế, không những đối với phe đảo chính mà kể cả Hoa Kỳ.
Ông Nhu đã trình bày cho Tổng thống Diệm biết nếu phe tướng lãnh bắt được Tổng thống, họ cũng không dám làm gì có thể nguy hại đến an ninh cá nhân của Tổng thống. Song chính ông Nhu cũng hiểu rằng nếu phe tướng lãnh bắt được ông, họ có thể thanh toán ông ngay, không một chút ngần ngại. Hơn nữa, ông cũng biết rằng người Mỹ không ưa gì ông. Dù đã trình bày cặn kẽ, ai nên ở, ai nên đi, song Tổng thống Diệm vẫn cương quyết không cho em mình ra đi. Tôi ở đâu thì chủ ở đó, chết thì chết cả hai. Chính vì tình thương ruột thịt nồng thắm như vậy nên ông Nhu không thể cưỡng lại lời ông anh, và ngược lại, Tổng thống Diệm cũng không đành lòng để ông em ra đi một mình. Cho đến sau này, giới thân cận nhất của Tổng thống Diệm cũng không hiểu nổi từ một nguyên nhân tâm lý nào đã khiến Tổng thống Diệm tính sai như vậy khi ông cương quyết không để ông Nhu ra đi, và cũng khước từ luôn cả đề nghị để ông Nhu tự do định đoạt, còn Tổng thống Diệm tạm thời lánh vào một tu viện. Giờ thứ 25, một người như Nguyễn Khánh vẫn bị ông Nhu nghi ngờ và không mấy tin tưởng, song trọn đêm ngày 1 rạng ngày 2, tướng Khánh đã biểu lộ trọn vẹn lòng trung thành đối với Tổng thống Diệm và ông Nhu. Cho nên không lấy làm lạ, cho đến giờ phút cuối cùng khi biết được Thành Cộng Hòa và Dinh Gia Long bị hạ và mất hết liên lạc với Tổng thống Diệm, tướng Khánh mới cam đành đánh công điện về ủng hộ quân đảo chính. Không những tướng Khánh đã xử sự như vậy mà nhiều tướng tá khác cũng giữ thái độ chờ đợi và chỉ đánh điện ủng hộ quân đảo chính khi biết chắc chắn chế độ đã sụp đổ. Nhiều đơn vị trưởng hoặc tỉnh trưởng tuy được đài phát thanh nêu tên tuổi và ghi nhận là họ đã theo đảo chính, song qua đường dây liên lạc với Dinh Gia Long, họ vẫn cam kết trung thành và sẵn sàng phản công chống lại phe đảo chính. Tất nhiên, sau khi đảo chính thành công, Hội đồng Quân nhân đã đặt cách thăng thưởng cho nhiều tướng tá trong trường hợp kể trên. Và đó cũng là cái may cho ai vẫn giữ được lòng trung thành, đồng thời lại gặp vận hên do tình cờ của lịch sử. Mỗi vị thăng thêm một lon, cũng như tướng Khánh được đặc ân thăng trung tướng vì có công ơn đối với quân đảo chính. Trong cuộc binh biến và thay chủ đổi ngôi nào mà không có những may rủi tình cờ cũng như oan khiên cừu hận. Nếu tin là số phận do trời đã tiền định cho mỗi con người thì cái chết của hai anh em Tổng thống Diệm cũng do số phận vậy. Có thể nói như vậy vì biến cố 1 tháng 11 63, anh em ông Diệm có nhiều yếu tố chiến thắng khác hẳn với biến cố 11 tháng 11 năm 60, lúc ấy đã có nhiều yếu tố khả bại. Những yếu tố khả ứng này gồm những yếu tố bên trong và bên ngoài. Kể từ đầu tháng 10, mỗi ngày một thuận lợi cho chế độ Diệm, mặc dù áp lực phía Mỹ rất nặng nề. Cũng vì quá chủ quan và tin tưởng vào những yếu tố bên trong và bên ngoài này, nên ông Nhu đã khinh suất và chơi một canh bài quá bạo gan. Trong 9 năm chế độ, khi còn được Mỹ ủng hộ, cơ quan CIA đã giúp Tổng thống rất nhiều tin tức tình báo quan trọng. Bất cứ một âm mưu nào nhằm lật đổ chế độ mà CIA ủng hộ đều bị khám phá kịp thời, hoặc là chính CIA ra tay phá những âm mưu đó từ trong trứng nước. Song kể từ khi Đại tá Richardson, chỉ huy CIA tòa đại sứ Mỹ, bị gọi về nước, ta có thể coi như là từ đó chính quyền Ngô Đình Diệm không còn trông cậy vào sự cộng tác của CIA, mặt nổi tòa đại sứ Mỹ. Tuy vậy, Sài Gòn vẫn là trung tâm của nhiều tổ chức tình báo, nhờ sự biến chuyển tốt đẹp về ngoại giao Pháp-Việt đã giúp anh em Tổng thống Diệm có một số bàn tay bí mật cung cấp những tin tức quan trọng nhất quan hệ đến sự sống còn của chế độ. Nhưng lịch sử vẫn có những cái bất ngờ xoay chuyển của đại cuộc, nào ai có thể tiên liệu được cái bất ngờ của lịch sử. Tổng thống Diệm lưu lạc đến nhà Mã Tuyên, nào ông Nhu có thể ngờ sẽ xảy ra như vậy. Cái bất ngờ đã đưa người Hoa Kiều Mã Tuyên đến một đoạn đường thê lương suốt 3 năm. Vậy Hoa Kiều Mã Tuyên là người như thế nào? Sau đảo chính, Mã Tuyên được tô vẽ như hùng xám ở Chợ Lớn, với gia tài lên đến hàng tỷ bạc. Sự thực có như thế không? Mã Tuyên là nhà giàu có, song gia tài của ông so với những người Hoa Kiều giàu có khác không thấm vào đâu. Đối với giới này, Mã Tuyên mới chỉ thuộc vào hàng trung lưu. Mã Tuyên đã sẵn có uy tín trong giới Hoa Kiều từ trước năm 54. Vào khoảng năm 57-58, Mã Tuyên không những là bang trưởng mà còn là chủ tịch của 11 ban Hoa Kiều. Không phải chỉ ở Sài Gòn Chợ Lớn mà trên toàn quốc, Mã Tuyên thường được người Hoa gọi là Kiều Lãnh. Chỉ một chức vụ quan trọng này, Mã Tuyên đã có một đời sống dư giả, sung túc và quyền thế mà tập thể Hoa Kiều đã dành cho ông trong tư thế lãnh tụ của họ. Vào khoảng năm 59, Tổng nha Cảnh sát Sài Gòn được mật báo Mã Tuyên là một tổ chức kinh tài của Trung Cộng và có liên hệ đến những hoạt động của Cộng sản tại Chợ Lớn. Nguồn tin mật báo này xuất phát từ đám Mã Thầu Dậu mà cơ quan an ninh đã sử dụng một thiểu số trong đám đó làm mật báo viên. Do đó Mã Tuyên bị mời lên Tổng nha để điều tra. Vì vụ tố cáo này, Mã Tuyên luôn luôn bị đám Mã Thầu Dậu quấy rầy và cơ quan an ninh cũng nhân cơ hội đó gây cho ông ta không biết bao nhiêu phiền phức khác. Vào khoảng năm 1960, Đại sứ Trần Văn Lắm gặp bác sĩ Tuyến có than thở là ông có mấy người bạn Hoa Kiều bị công an quấy rầy không sao làm ăn nổi. Người thứ nhất là Hoa Kiều Phú Lâm Anh, chủ nhà hàng Mỹ Cảnh trước đây.
người thứ hai là Mã Tuyên, sống bằng nghề mại bản trong một ngân hàng. Đại sứ Trần Văn Lắm quả quyết rằng hai người này không phải là cán bộ kinh tài của Trung Cộng. Qua sự giới thiệu của ông đại sứ Trần Văn Lắm, bác sĩ Tuyến can thiệp ngay. Bác sĩ Tuyến cho gọi viên chánh sở cảnh sát đặc biệt đến để cho biết qua về hoàn cảnh của Mã Tuyên và Phú Lâm Anh. Ông yêu cầu cảnh sát đặc biệt chấm dứt mọi phiền hà đối với hai Hoa Kiều này. Có thể nói từ đó Mã Tuyên mới có thể thảnh thơi làm ăn. Tuy bác sĩ Tuyến can thiệp cho Mã Tuyên, song ông vẫn chưa hề gặp mặt Hoa Kiều này. Riêng Phú Lâm Anh thì thỉnh thoảng ông Tuyến và Trần Văn Lắm có ghé qua nhà hàng của y. Năm 61, trong cuộc vận động bầu cử tổng thống, bác sĩ Tuyến có mời một số bang trưởng Hoa Kiều đến văn phòng của ông để nói chuyện về cuộc bầu cử và yêu cầu cái bang trưởng dùng uy tín để vận động cho liên danh Ngô Đình Diệm, Nguyễn Ngọc Thơ. Đây là lần đầu tiên Mã Tuyên được gặp bác sĩ Tuyến và chỉ một lần đó cho đến ngày đảo chính. Khi Thanh niên Cộng hòa được thành lập, ông Cao Xuân Vĩ làm phó tổng, thủ lãnh Thanh niên Cộng hòa. Đô Thành được trao cho Trung tá Phước là phó đô trưởng Nội An làm thủ lãnh. Thì Mã Tuyên, với tư cách đại diện của giới Hoa Kiều Chợ Lớn, nên đã được đề cử làm thủ lãnh của Thanh niên Cộng hòa tại quận 5. Thân hình, khuôn mặt và đời sống ông ta tiêu biểu đầy đủ cho một dân Trung Hoa chính gốc. Ông có đến 4 vợ chính thức và trên 20 người con. Mã Tuyên chưa hề gặp mặt ông Ngô Đình Nhu và kể cả Cao Xuân Vĩ. Phó tổng thủ lãnh của Mã Tuyên, Mã Tuyên chỉ quen biết Trung tá Phước mà thôi. Thanh niên Cộng hòa là đoàn thể duy nhất mà ông ta tham dự. Ông ta cũng chỉ được Tổng thống Diệm bắt tay vào những dịp quốc khánh hay là Tết Nguyên đán, khi cùng các phái đoàn dân chính đến dinh chúc mừng Tổng thống và riêng Mã Tuyên với cương vị đại diện Hoa Kiều. Buổi tối hôm 1 tháng 11, lần đầu tiên gia đình Mã Tuyên được tiếp đón anh em Tổng thống Diệm liên hệ giữa Hoa Kiều Mã Tuyên và chế độ Tổng thống Diệm trước sau chỉ đơn giản có thế. Sau ngày đảo chính, Mã Tuyên bị bắt và được mô tả như tay kinh tài khét tiếng của chế độ Ngô Đình Diệm. Ông ta còn bị tịch biên tài sản. Có điều đáng ghi nhận và cũng là điều đáng ca ngợi về tình đồng hương của giới Hoa Kiều, khi vật dụng gia sản của ông Mã Tuyên bị tịch thu và đem bán đấu giá, thì chính đồng hương của ông đã bỏ tiền ra mua và đem trả cho gia đình Mã Tuyên. Trong thời gian ông bị cầm tù thì chính đồng hương của ông đã tự động đóng góp kẻ ít người nhiều, chu cấp cho vợ con ông. Đó cũng là số phận của một con người. Giả thử nếu anh em ông Diệm không vào nhà Mã Tuyên ẩn náu một đêm thì chắc chắn Mã Tuyên không bị tù đày trong 4 năm trường, từ Khám Chí Hòa đến Côn Đảo và Biên Hòa. Những người thuộc chế độ cũ cùng bị giam với Mã Tuyên đều ghi nhận Mã Tuyên bị oan ức, song không hề oán thán và vẫn một lòng tử tế như năm xưa. Có thể nói Mã Tuyên chỉ có một cái tội của kẻ gặp cơn tai bay vạ gió. Giả thử nếu Mã Tuyên cam tâm phản bội, biết đâu ông ta không trở thành một trong những người hùng của đảo chánh. Ông ta chỉ cần cho vợ con đi cấp báo với phe đảo chính, tất nhiên hai anh em ông Diệm sẽ không còn phương thế nào để chống đỡ, và anh em ông tất đã bị phe đảo chính bắt ngay vào đêm 1 tháng 11. Song gia đình Mã Tuyên đã không cam tâm làm như vậy, ngược lại đã đón tiếp Tổng thống Diệm với tất cả lòng cung kính. Đêm dài nhất, Mã Tuyên dành riêng một căn phòng trên lầu 2 cho anh em Tổng thống Diệm và tự tay ông ta làm mọi việc cung phụng hai vị thượng khách. Mã Tuyên cho vợ con xuống hết nhà dưới, không một ai được lai vãng lên lầu và chính Mã Tuyên cũng chỉ đóng vai trò phục dịch. Từ lúc hai anh em ông Diệm đến đây cho đến khi qua nhà thờ Cha Tam, Mã Tuyên đã thức trắng đêm để túc trực phục dịch. Tuy nhiên, ông ta không được hay biết gì hơn, nghe gì hơn ngoài mấy câu thăm hỏi của Tổng thống Diệm và ông Nhu. Vợ con Mã Tuyên cũng chỉ được một lần nhìn ra khuôn mặt và vóc dáng anh em Tổng thống Diệm. Cả nhà đều giữ yên lặng cung kính đầy kinh ngạc. Mặc dầu súng nổ lớn trong khắp đô thành, Mã Tuyên cũng chỉ cảm thấy mơ hồ một điều gì đó, có lẽ quan hệ lắm đang xảy ra. Đêm ấy tự tay Mã Tuyên từng bình trà nóng, thứ hảo hạng, và tự tay ông bưng từ dưới nhà lên lầu với một sĩ quan tùy viên đem vào phòng cho hai anh em ông Tổng thống. Đêm ấy gia đình Mã Tuyên hoàn toàn lặng lẽ trong không khí của sự trang nghiêm, vì trước mắt họ và trong lòng họ, họ đang được sống trong khung cảnh thần thoại của xứ Trung Hoa cổ. Trong đó một anh dân thường đang sống yên vui với gia đình, bỗng có một vị hoàng đế xa giá đến nhà. Chủ nhân vừa ngơ ngác vừa run rẩy hoang mang trước một tình cờ như một phép mầu nhiệm, hay đúng hơn là một giấc mơ. Các bạn vừa nghe xong phần 18, Thiên Hoàng xin hẹn gặp lại các bạn trong phần 19.